nói tới Tesla đó thì có rất nhiều bài viết ngày hôm nay liên quan tới cái đồng Shiba Inu đồng Ship này thì chúng ta hãy xem coi đồng này hợp đồng là bây giờ là giá cả như thế nào thì chúng ta nhìn vào đồng Shiba Inu này đi và cái này được là bây giờ đó là chúng ta đã đi qua cái phong trào động vật rồi chúng ta có mèo có chó có đủ thứ hết À, thậm chí thường thấy được là chúng ta có lừa có lợn có đủ thứ những cái đồng khác cũng như là các bạn thấy là thị trường nào một thị trường mà bắt trend rất là nhanh có nghĩa là có cái phong trào đó thì ai cũng đi theo hết giống như là chúng ta thấy năm ngoái đó khi mà chúng ta có à, những cái sàn phi tập trung nổi tiếng đó, nổi dậy chúng ta có đồng Uniswap sàn Uni chúng ta lại có đồng Sushi của sàn sushi swap thì sau đó chúng ta lại có hàng loạt những cái copy tương tự các bạn thấy chúng ta có à, sàn hot đó chúng ta có à, những cái sàn như là pancake rất nhiều và rất nhiều những cái sàn các bạn thấy được là đó là cái phong trào đồ ăn nhưng mà bây giờ chúng ta lại chuyển vào phong trào chó mèo rồi bây giờ có rất là nhiều à, những cái đồng tương tự và đồng Shiba Inu này các bạn thấy được trong vòng 30 ngày qua đã tăng 26.354% À, tuy nhiên chúng ta nhìn vào trong vòng 7 ngày qua đi sau khi mà tăng trưởng mạnh á, thì cái đỉnh là bao nhiêu cái đỉnh là 0,7003 000, và bây giờ là cái mức bây giờ các bạn thấy được là 0,00002 bây giờ là cái mức bây giờ so với ngày hôm qua đó thì thường thấy được là cái mức để giảm xuống tổng cộng là 23,6% ngày hôm qua là 0,00003 hôm nay là 0,00002 thì chúng ta nhìn vào cái đồng này đó là một đồng như thế nào tại sao lại tăng trưởng như vậy và chúng ta sẽ được đó là dựa theo cái bảng này đó chúng ta để xem coi đồng này bây giờ là xếp hạng thứ mấy bây giờ đó dựa theo con Gatgo thì không có cái xếp hạng để thường xem coi trên con market cap có xếp hạng hay không và trên con market cap ấy, thì xếp hạng ở hạng thứ 20 mươi ở điểm bây giờ các bạn thấy được là chưa gì hết đã có cái tổng số vốn hóa market cap là 11,3 tỷ đô la Chúng ta thấy được là thị trường bây giờ đó có thể nói là rất là khó đoán và nhìn vào cái đồng này đó tôi cũng có thể hiểu được là tại sao lại thu hút nhiều người như vậy thứ nhất là chúng ta nhìn vào market đi đồng này có thể mua ở đâu thì uh, các bạn được đồng này đó các bạn có thể mua trên hoa biệt global exchange io okx uniswap đương nhiên rồi uh, và Tôi nhớ là hình như là thông tin là sàn Binance cũng có hỗ trợ cái đồng này Và đây là một đồng đó mà nhiều người hy vọng cũng giống như là đồng Doge Các bạn cũng đã thấy là đồng Doge cách đây không có lâu đó là không có bao nhiêu tiền hết Chúng ta nhìn vào đồng Dogecoin đi Thì đồng Dogecoin đó chúng ta nhìn vào tài liệu ở trên um, Coin Market Cap Thì uh, chúng ta thấy được là đồng Dogecoin đó cách đây năm 2020 đó hồi tháng 8 tháng 7 tháng 6 đó chỉ có 0,003 mà thôi mà bây giờ đã lên tới là 49 cent các bạn thấy được cái sự tăng trưởng không thể tưởng tượng được cho nên nhiều người bây giờ vẫn nuôi cái hy vọng là có thể là những đồng này cũng tăng trưởng như vậy nhưng mà đồng Shiba Inu này có gì đặc biệt ngoài trừ là nhiều người nói là chỉ copy giống như là cái tư tưởng là tương tự như là đồng Dogecoin mà thôi thì dựa theo bài viết này đó các bạn được là đồng Shiba Inu này à, đồng này đó nếu như tính từ cái thời gian ra đời là ngày 31 tây tháng 7 năm 2020 thì đã tăng trưởng tổng cộng là 2 triệu phần trăm rồi. Phần trăm này thật sự là con không có không có biết là đọc như thế nào, 2 triệu phần trăm. Thì uh, bây giờ đã có thể mua được như là bài viết này nói là Binance, Hobby Global, OKX và đây những cái sàn tập trung, những sàn phi tập trung như là Uniswap, Oneinch, 0x cũng có thể mua được. Cái nói là có thể dễ dàng mua được ở nhiều nơi. À, và đây là một đồng đó gọi là một cái đồng thử nghiệm coi coi là có thể tạo được cộng đồng nhanh như thế nào có thể nói là không phải là một đồng về công nghệ cũng không phải là phát triển hệ sinh thái gì hết tôi chỉ đơn giản là muốn coi coi là tạo cộng đồng nhanh như thế nào mà thôi và sau này sẽ có những cái đồng trong cái hệ sinh thái của đồng ship này như là đồng bone hay là đồng Shiba Swap. Đây là một cái hệ thống chuyển đổi những cái đồng trong cái hệ thống của đồng Shiba Inu này qua những mạng lưới phi tập trung như là Shiba Swap, là một sàn phi tập trung Và tổng cộng cái số lượng đồng ship này được tạo ra là một quadrillion Và các bạn có thể được là quadrillion là một ngàn triệu triệu 1 ngàn triệu triệu đồng Shiba Inu đã được tạo ra rồi Và được tạo ra bởi ai? Được tạo ra bởi một người ẩn danh và đã gửi đó là tổng cộng là 505 nghìn tỷ đồng Shiba Inu này cho đến cái địa chỉ ví của ai? Của người mà tạo ra Ethereum đó chính là bà Buterin Thì tại sao thì đương nhiên các bạn muốn được đây cũng là một cách PR hy vọng và Thalic Buterin để mắc đến và đồng này sẽ có được cái sự tăng trưởng hơn Đó lý tại sao mà gửi hơn phân nửa 505 nghìn tỷ đến cho bà Thalic Buterin Thì đây là cái thông tin liên quan tới Shiba Inu mà anh thường muốn chia sẻ với các bạn đương nhiên các bạn đã xem kênh này cái bạn đã là một người lớn rồi các bạn là một trong những người mà tham gia vào đầu tư thì các bạn cần phải tự tìm hiểu và cố gắng để có thể có nhiều thông tin và hiểu được chiến lược của mình trước khi mà tham gia vào đầu tư bất cứ một cái dự án nào tại vì cuối cùng cái người mà phải chịu trách nhiệm đối với chuyên mục đầu tư của mình vẫn là các bạn cho nên các bạn cần à, phải tìm hiểu kỹ trước khi mà đầu tư thông chỉ có thể làm là đem tới thông tin cho các bạn mà thôi một đồng khác nữa đột ngột à, nhiều bạn hỏi thường đó chính là đồng ICP đồng ICP này đó để thường chở vào cái trang của CoinMarketCap đây tại vì không biết cái lý do gì mà CoinGecko thường không kiếm có đồng ICP này nhưng mà trên com Market Cap đó thì lại có và com Market Cap đó là đồng Internet Computer này đồng ICP đứng hàng thứ 8 và tổng cộng là có 46 tỷ đô la vốn hóa và đồng này đó có sự tăng trưởng rất là cao sau khi mà chúng ta được đã có thể mua và bán trên sàn của Coinbase thì chúng ta thấy được đó là nhìn vào cái sự tăng trưởng thì giá cả đồng này đó các bạn thấy được là đã tăng đột ngột lên tới cái mức dựa theo con market cap đó là 731 đô bây giờ đồng này đang ở mức là 373 đô hôm nay cũng đã xuống 23,85% thì đồng Internet computer này là đồng gì? Đồng ICP này là đồng như thế nào? Thì dựa theo những cái thông tin đó thì đồng ICP này là một cái đồng mà muốn tạo ra một cái mạng lưới Internet phi tập trung thì nói cái đơn giản hơn đó là bây giờ chúng ta có những cái mạng lý blockchain thì mạng lưới blockchain đó thì một là các bạn có thể gây dựng những cái uh, dự án phi tập trung trên một số những cái nền tảng như là các bạn thấy được là nền tảng của binance nền tảng của ethereum hay là các bạn có thể sử dụng một số những blockchain khác để mà giao dịch vân vân nhưng mà cái điều mà icp cái hệ thống này muốn làm đó cái giao thức này muốn làm đó chính là không phải là chỉ có một blockchain để làm trong việc nào đó mà đây sẽ là một cái mạng lưới internet phi tập trung có nghĩa là các bạn cứ nghĩ đi những hoạt động bây giờ các bạn muốn tạo trang web các bạn à, muốn có email tất cả các bạn đều phải sử dụng internet hiện tại nhưng mà cái internet hiện tại đó không phải là một cái mạng lưới phi tập trung blockchain thì icp này muốn tạo y chang như mạng lưới internet hiện bây giờ nhưng mà là một cái hệ thống hoàn toàn phi tập trung ở trên à, Công nghệ blockchain và các bạn có thể là có email, có trang web, tất cả hoạt động đều nằm ở trên đó. Và đương nhiên các bạn có thể có được những lợi thế đến từ mạng blockchain như là không ai có thể cản trở được những cái hoạt động này. Thực ra mà nói, khi mình Thượng đã xem nhiều thông tin liên quan tới đồng ICP này bây giờ, cái sự hiểu biết của Thượng nó cũng là khá là giới hạn tại vì không có nhiều thông tin mà thường có thể cảm thấy được là giải thích được nhiều về tại sao đồng ICP này lại đột ngột có cái sự tăng trưởng như vậy và tương lai như thế nào. Thường sẽ đi và sẽ chia sẻ thêm với các bạn trong những video sau này. Nhưng mà cái hoạt động của đồng ICP này đó hay là cái giao thức ICP thì có thể là nghe rất là quen. Tại vì đây là cái ý định ban đầu của Ethereum. Có rất là nhiều bạn bây giờ chỉ biết tới Ethereum là mạng lưới à, hợp đồng thông minh mà thôi có những cái ứng dụng. Và các bạn nghe nói tới DeFi, các bạn nghe nói tới NFT. Nhưng mà thật ra mà nói là cái ý nghĩ ban đầu của Ethereum là tạo ra một cái hệ thống internet hoàn toàn phi tập trung cũng tương tự như là chúng ta vừa nói tới liên quan tới cái giao thức ICP nhưng mà chúng ta hãy xem coi là Ethereum cho tới ngày hôm nay thì vẫn chưa có hoàn hảo thì ICP có thể làm được những gì mà những cái mạng lưới khác không làm được hay là không tại vì các bạn thấy được đây là cái hứa hẹn rất là lớn chúng ta hãy xem coi là như thế nào và Chúng ta sẽ nói tới thông tin liên quan tới JIN.finance tại vì có nhiều bạn thường tại sao hôm nay lại thấy cái đồng WiFi này tăng trưởng mạnh. Thì như bạn có biết đồng WiFi này rất nổi hồi năm 2020 năm ngoái đó tại vì chúng thấy được là cái phong trào you farming rất là nổi ở thời điểm đó. Bây giờ đó thì chúng ta nhìn vào đồng JIN.finance này các bạn thấy đứng hàng thì 55 thì uh, chúng ta nhìn vào giá đó như bạn nói là wow giá lên tới 85.900 uh, đô cho một đồng thì tại sao giá cao gì cao hơn cả Bitcoin nữa. Tại vì các bạn thấy được là cái số lượng đồng thì thấp hơn chúng ta nhìn vào đồng wifi này đi thì các bạn thấy được là đây là một cái đồng liên quan tới U-Farming uh, thì uh, đồng này tổng số vốn hóa chỉ có 3,1 tỷ mà thôi và cái bạn sẽ đưa ra tổng số đồng thì ít hơn là Bitcoin tổng số đồng bây giờ là 36.666 thì đó lý do sao mà một đồng có thể đáng giá được tới 85 ngàn Thì đây là một đồng mà chúng ta cũng đã thấy là Thuận tham gia vào u mình năm ngoái đi mà cho các bạn thấy được là u mình là như thế nào Thông qua mạng lưới của wifi cũng là một đồng mà trước đây không có lưu trữ, bây giờ là không có lưu trữ Nhưng mà đồng này đó thì tại sao tăng trưởng tôi nghĩ là tại vì thị trường bây giờ là cũng khá là tốt Cho nên giá cái tăng trưởng nhưng mà có hai cái đề xuất uh, gần đây uh, đã được thông qua Đề xuất đầu tiên đó gọi là buy back and build đây là vấn đề sức đó mà dùng một số tiền ở trên mạng lưới một số tiền ở trên mạng lưới này à, khi mà có từ staking đó cái số tiền lời từ staking này một số sẽ được dùng trích ra để mà mua lại đồng wifi và đồng wifi này mua lại để làm gì không phải là để đốt mà dùng để mà trả một cái số tiền thưởng cho những người mà đóng góp vào mạng lưới cũng như là dùng một cái số phần đó để mà sử dụng trong một số những cái sự kiện liên quan tới mạng lưới đọc Finance này. Đây là cái đề xuất được thông qua sau khi bỏ phiếu. Thứ nhì nữa là cái đề xuất liên quan tới là tăng thêm cái số lượng tổng cộng là 6.666 đồng wifi thì trước đây đó chỉ có 30.000 đồng wifi mà thôi nhưng mà tất cả mọi người cùng đồng lòng bỏ phiếu là cho in thêm 6.666 đồng wifi và cái số tiền này đó 1 phần 3 dùng để mà thưởng cho một số những người quan trọng trên mạng lưới đóng góp rất nhiều còn 2 phần 3 còn lại đó là để vào một cái ngân sách dùng để cho cộng đồng của wifi tiếp tục phát triển mạng lưới đây là cái thông tin gần đây Đến từ mạng lưới của Wi-Fi mà muốn chia sẻ với các bạn Và kế tiếp liên quan tới EOS ấy, Thì EOS đã tăng 46% dựa theo bài viết này Và chúng ta nhìn vào cái phần trăm tăng trưởng của EOS đi đi refresh cái trang uh, con này lại thì các bạn thấy được đó là đồng US đồng này là một cái đồng mà trước đây là tiêu chỉ là cạnh tranh với lời Ethereum bây giờ cũng vậy nhưng mà các bạn thấy là sau vài năm thì đồng US này vẫn chưa có thể đến gần được Ethereum mà thậm chí ngày là càng xa hơn đồng US này bây giờ đó là đứng cái hạng thứ 17 và đồng này cũng là một đồng mà đến từ cái đợt tăng trưởng năm 2017 thì chúng ta thấy được đồng US cũng có sự tăng trưởng rất là tốt trong vòng 24 giờ qua đã tăng 52% ở mức là 13,66 cent như thế nào mà lưu trữ đồng US thường cùng chúc mừng các bạn đã có sự tăng trưởng như là nhiều bạn cũng đang mong đợi và đồng EOS này đó là một đồng mà trước đây các bạn cũng đã biết là bán ICO thông qua công ty Block One đã có thể bán được cái giá lên tới 4 tỷ đô la Nguyên góp được cái số đó và sau đó cũng đã bị phạt bởi SEC Nhưng mà sau khi đóng phạt thì vẫn tiếp tục mà thôi Và các bạn thấy được đó, thông tin dẫn đến cái sự Mà nhiều người vui ngày hôm nay liên quan tới cái đồng này Đó chính là sẽ có một cái sàn phi tập trung Ở trên mạng lưới của EOS Thì đây là một điều mà nhiều người thấy là rất là cần thiết Để mà cạnh tranh với là cái thị trường DeFi Các bạn thấy được là DeFi thì cần phải có những nơi để mà swap token Thì tổng cộng đó, EOS này đã có thể để riêng ra tổng cộng là 10 tỷ đô la 10 tỷ đô la này sẽ dành cho một dự án gọi là Bolus Global Dự án này đó là cái số tiền này sẽ được quyên góp là bằng 164.000 đồng Bitcoin trị giá là 9,25 tỷ đô la 20 triệu đồng US trị giá là 250 triệu và 100 triệu tiền mặt Và đi quyên góp thêm tổng cộng là 300 triệu để mà quyên góp vào cái dự án Bullish Global. Đây là một cái sàn phi tập trung dẫn đến là tình hình là giá của US tăng rất là nhiều. Và đương nhiên đây là một sàn sẽ chạy trên mạng lưới của US thông qua giao thức USIO. Và đây là cái thông tin mà thường muốn mang đến cho các bạn liên quan tới đồng EOS Và hôm nay là một cái video khá dài tại vì thường có rất nhiều thông tin thường muốn chia sẻ với các bạn Thùng hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video ngày hôm nay và như mà nào mà muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital Các bạn có thể tìm hiểu bằng cách ta bấm vào cái link bên dưới để tìm thấy những cái thông tin Như là các bạn có thể giảm 20% phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn Binance Cũng như là các bạn có thể nhận được bonus khi mà tham gia vào những sàn như là sàn Bybit Có bonus lên tới 1610 đô và gửi tiết kiệm lãi suất lên tới 15% Sàn Probit của Hàn Quốc như bạn cũng đã nghe nói tới sàn Alinex một sàn mà có thể hỗ trợ các bạn mua bán coi trực tiếp bằng đồng Việt Nam sàn MT một sàn margin có thể hỗ trợ copy trade sàn FTX sàn Binance US đây là một cái sàn mà những bạn nào mà sống ở Hoa Kỳ mà muốn sử dụng để mua all coin thì đây là một cái sự lựa chọn cho những bạn nào mà sống ở Hoa Kỳ sàn Coinbase ứng dụng BlockFi ứng dụng lending có lại các bạn có thể nhận được bonus lên tới 250 đô và crypto coin đây là cái ứng dụng hỗ trợ biểu đồ và phân tích dữ liệu on chain mà chúng ta thường hay sử dụng và Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video ngày hôm nay. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.